Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay lại một cái video, đó là gạo ở bên Đài Loan này thì bao tiền 1 kg, 1 cân. Thì bên này chắc chắn là chúng ta không thể đi cấy được rồi, thế nên là mua gạo ở các cái cửa hàng, các cái quán. Thì hôm nay mình sẽ nói ở cái video này, đó là gạo ở bên Đài Loan này thì là bao tiền 1 cân và gạo nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ vào cái cửa hàng ở trên kia để mua gạo và chúng ta cùng xem là giá là bao nhiêu nhá, và có những cái loại gạo gì và như nào các bạn nhá. Ok, đây, đến cái cửa hàng ấy rồi. Bây giờ mình sẽ sang đường và vào mua nhá. Đây, cái cửa hàng này là nó bán 24/24 luôn, lúc nào cũng có người túc trực thay phiên kiểu cửa hàng tiện lợi ấy bạn. Là mình sẽ sang đây nhá. Ở đây có cái nước này rẻ quá, hôm nọ mình mua đắt này, có 79 khoai một cái thùng này. Cái thùng này rẻ này, nhưng hôm nọ mình mua ở quán nó đắt hơn, nên mình sẽ lấy một cái thùng này đã. Quầy số 2 là quầy đồ ăn. Đấy, ở dưới này có gạo. Đấy, đây có rất là nhiều gạo. Đây là cái gạo này là như kiểu gạo lếp ấy. Gạo này là như gạo lếp 3,5 cân này, giá là 169 khoai. Đấy, đây mình thường ăn cái loại gạo này là 6,9 cân là 349 khoai. Đấy, 349 khoai 8324 khoảng 300.000, gần 300.000 cái bao này được 6,9 cân. Đấy. Đấy. Thì tí mình sẽ tính số lẻ sau. Ở đây thì cũng có loại y hệt nhưng mà nó nhỏ hơn. Đây cũng có một cái loại như vậy, hạt gạo này thì nó tròn to. Đấy, nó tròn to. Đấy. Nó tròn to. Còn cái loại gạo này thì hạt nó dài. Gạo này gạo nó dài. Này là gạo gì, gạo cứng này chả biết này. Giá 220 khoai 3 cân này, 199 khoai 3 cân này. Và cái này thì 129 khoai 2,2 cân. Đấy, gạo nó cũng cứng. Đấy, cái gạo này thì mình trước ăn rồi. Nhưng mà gạo này nhỏ quá, mình sẽ lấy cái bảo này 6 cân này, ăn chắc khoảng tháng, hơn tháng, 2 tháng mới hết cái bảo này. Đấy, ok. Đây thì đồ ăn gia vị thì nhiều lắm. Đây là cái gian hàng chuyên đồ ăn luôn này, ở cái siêu thị này. Mình sẽ lấy cái bao này nhá. 6 cân, 6 cân 9, 7 cân. Nặng phết. Gạo này là 6 cân này là 300 khoai này. Đấy, 6 cân. Đây cái bao này. Bao này 6 cân này, nó có giá là 329 đại tệ. Giống cái bao cũ, còn đây là cái 3 cân này, là cái gạo này 179 này. 179, cái này 3. Cái này khoảng hơn 200.000, 240.000, khoảng 250. Cái bao 6 cân này. Đây cái bao này 6 cân. 250. Ở đây còn một số cái loại gạo, đây cái bao nhỏ nhỏ, cái gạo này là gạo cứng hay gạo gì chả biết. Sợ nó cứng. Có giá này 3 cân này 209 này, 2 cân là 169, nhưng mà đây là gạo ăn này. Cái bao này 4 cân, cái bao này giá là 159 khoai là 80, khoảng 120.000 cái bao này. 4 cân này 120.000 cái bao này. Bây giờ mình chưa mua. Đây, ở bên này có rất nhiều này, 4 cân này. Cái này 190 này, cái này ngon hơn này. Cái này 6 cân này. 6 cân thì chắc là cái này ngon hơn. Đây rất là nhiều loại gạo này. Cái này 4 cân 190 này. 226. Vừa lấy thêm thùng nước này nữa. Và bao gạo đây. Bây giờ mình sẽ đi về thôi. Mình vừa về đến đầu ngõ bạn ạ. Đấy thì đường nặng quá không ấy được đây. Chở bao gạo trên thùng nước bên dưới. Thì là cái này mình tính là cái gạo này là 6 cân 9 gọi 7 cân đi. Mà 349 khoai thì gọi là 350. Thì mà chia cho 7 thì 7 năm 3 năm thì bằng khoảng 50 khoai cho 1 cân. Thì 50 khoai thì hiện tại giá 8 năm 40 khoảng 40-45 nghìn thì tiền Việt. Thì tính ra là cái gạo Đài Loan bên này là khoảng
40 đến 45 nghìn, tức là trên dưới 40, 50, 50 nghìn một cân đổi ra tiền Việt đấy. Thì là gọi là trên dưới 40 nghìn, à trên dưới 50 nghìn đấy, gọi thế cho nó tròn, trên dưới 50 nghìn một cân tiền cân Việt Nam, là một cân tiền Việt Nam. Việt Nam mình thì gạo thì chỉ có mười mấy nghìn hoặc 20 nghìn một cân là cùng đấy. Nhưng bên này thì nó gấp đôi, hơn đôi một chút. Vì bên này thì cái đồng tiền người ta quy ra tiền Việt nó cao hơn đấy. Thế nên là không tính toán thì được. Đấy, đây. Chờ. Nặng quá, định mượn mấy anh em xe điện nhưng mà mấy anh em này lại đi làm hết chưa về, có mỗi cái xe ở nhà thì lại hết điện. Nên là cày. Chờ nó hơi nặng nhưng mà mình đi có một đoạn thôi thì là cũng được. Đấy thì clip này mình tâm sự xong. Thì mình cũng có người anh em ở cùng thì mua cái loại gạo ở quán Việt Nam ấy. Ở bên này thì nó nhiều chỗ bán lắm bạn ạ. Ví dụ như kiểu là quán Việt Nam này. Thế rồi là các cái cửa hàng, các cái tạp hóa của đài cũng có gạo. Nhưng mà nó nói chung là nó ít thôi. Hoặc là có cả nó bán, người ta bán cả gạo bán bao 10 cân ấy. 10 cân một ấy. Đấy. Cũng có nhưng mà mình không dùng cái loại đó. Mình không mua cái bao đó. Cái bao đó thì giá nó cũng chỉ chênh lệch nó hơn một chút thôi. Nó không đáng bao nhiêu cả. Nó cũng chỉ cái bao đó thì là 10 cân, một cái bao đó là 10 cân thì là 10 15 cân gì thì chắc khoảng 3-4-500 một khoai. Mà thường là mình ăn là ăn cái gạo đóng túi như này này thì là nó ngon hơn. Gạo bao cái thì chắc cũng như vậy, cũng như nhau nhưng mà mình ăn ít ấy thì mình thường mua cái túi gạo này một, không cần phải mua bao làm gì cả. Đấy. Thì quay cho các bạn biết là gạo Nhật thì quay cho các bạn biết thì gạo Đài Loan ở bên này thì bao tiền một cân đấy. Thì gọi là trên dưới 50.000 một cân Việt Nam đấy. Ở bên này thì tương đương khoảng 50 đài tệ đấy. Thì là được một cân gạo đấy. Nói chung là nó cũng rẻ mà, nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Gạo này thì mình ăn khoảng tháng, hơn tháng hoặc 2 tháng mới hết. Hai anh em ăn chung nhưng mà người này cắm rồi người kia cắm đấy. Thế nên là nó cũng không đáng bao nhiêu cả thì ok. Cảm ơn cả bạn đã xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nào mà mới sang mà chưa biết mua ở đâu thì cứ bình luận phía dưới, hoặc là cứ đến các cửa hàng tạp hóa gần nhất ấy. Người đã được mở Google dịch ra để nói chuyện, hoặc là đến các cái quán Việt Nam ấy cũng có gạo, như gạo người Anh của em, anh kia của mình là gạo Thái Lan. Đây còn đây là gạo của Đài Loan luôn, gạo người Đài Loan người ta trồng, người ta thu hoạch gạo Đài Loan. Gạo này thì hạt nó tròn tròn, nó nhỏ nhỏ, ăn thì nó dẻo. Chứ gạo của một cái người anh em ở cùng mình thì hạt nó dài dài gạo Thái mà. Nếu mà thổi ướt, thổi nhão nhão thì ăn ngon, nhưng mà thổi khô thì ít nước thì đúng là khô, ăn như là củi. Không ra gì cả. Cái gạo này nó đắt hơn một chút nhưng mà ăn nó ngon hơn. Thì ok thì các bạn còn gì thắc mắc hay gì thì cứ ấy. Hoặc ra các cái siêu thị bên này nó bán nhiều lắm, các bạn cứ ra mua có giá này, mang là người ta thanh toán, không cần phải tiếng cũng mua được. Nói chung là không biết cái gì các bạn cứ mở Google dịch là được ok hết đấy. Thì ok bây giờ mình sẽ đi về đây thì không quay nữa. Thì nó cũng clip lên đây thôi. Thì đấy là cái clip tâm sự về là gạo Đài Loan bao tiền một cân đấy. Thì nói mình xin nói lại lần nữa đó là gọi là trên dưới 50.000 một cân đấy. Trên dưới 50.000 một cân. Ok thì tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.